Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình nuôi lợn rừng của anh Thành ở xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phát triển nuôi trồng thủy sản. Giữ hồn quê khi xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương trong tỉnh Hưng Yên. Nhiều trường học trong tỉnh Ninh Bình áp dụng dạy học gắn với trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm dễ nuôi, tốn ít công chăm sóc, vốn đầu tư không lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Phạm Văn Thành, hội viên nông dân ở thôn Hợp Thịnh, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã xây dựng thành công mô hình nuôi lợn rừng, thu lãi gần 100 triệu đồng một năm. Từ năm 2012 trở về trước, ông Phạm Văn Thành đã đầu tư nuôi nhiều loại con nuôi, nhưng do đầu ra khá bấp bênh dẫn đến thua lỗ kéo dài. Năm 2013, qua tìm hiểu thông tin trên sách báo, mạng Internet, biết được mô hình nuôi lợn rừng đem lại thu nhập khá cao, nên ông Thành quyết định xây dựng 400m² chuồng trại trên đất chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi lợn rừng. Ông Thành đã mua 10 con lợn giống về nuôi thử nghiệm trong môi trường bán hoang dã. Sau một thời gian, đến nay số lượng lợn rừng đã tăng lên 70 con. Trung bình mỗi năm, ông Thành bán ra thị trường trên 1 tấn thịt lợn rừng thương phẩm. Thì đối với lợn rừng là nó ít bệnh tật, ít dịch. Và chăn nuôi thì các nguồn thức ăn tận dụng ở xung quanh, ở địa phương là sẵn. Ví dụ như cây chuối, cỏ voi, rau muống, bèo tây. Đối với lợn rừng thì giá cả nó hợp lý. Đối với giá lợn hơi của lợn rừng nuôi bán hoang dã thì nó ổn định trong nhiều năm gần đây. Với ưu điểm sống trong môi trường bán hoang dã nên nguồn vốn đầu tư cho nuôi lợn rừng không lớn. Do con lợn rừng dễ nuôi nên có thể tận dụng tối đa nguồn thức ăn từ tự nhiên. Thời gian sinh trưởng kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Hiện đầu ra của lợn rừng thương phẩm khá ổn định với giá dao động khoảng 130.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, ông Thành đã mạnh dạn đăng tải sản phẩm của mình trên mạng Internet. Nhờ đó, nhiều người tiêu dùng chủ động tìm đến ông Thành để đặt mua lợn. Thời gian tới, ông Phạm Văn Thành sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích chuồng trại, gia tăng số lượng đàn lợn rừng, cung ứng lợn giống cho bà con nông dân trong vùng, nhằm giúp các hộ có thể phát triển sản xuất, tăng thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Khai thác thế mạnh của địa phương, chủ động chuyển đổi diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, phát triển theo hướng tập trung là giải pháp cơ bản mà huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình triển khai trong phát triển thủy sản. Qua đó đã góp phần nâng cao tổng sản lượng thủy sản năm 2018 đạt khoảng 3.700 tấn, tăng gần 11% so với năm 2017. Gia Viễn có tổng diện tích nuôi thủy sản là trên 1.700 ha. Các mô hình nuôi thủy sản theo hướng tiên tiến áp dụng khoa học công nghệ tiếp tục được nhân rộng. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã chuyển đổi gần 200 ha đất cấy lúa kém hiệu quả và diện tích cá lúa sang chuyên canh nuôi thả thủy sản. Qua hơn 10 năm chuyển đổi, dù các hộ dân nơi đây gặp không ít khó khăn trong chăn nuôi sản xuất, song so với trồng lúa, ở vùng đất này trước đây thì thu nhập cũng như giá trị sản xuất cao hơn từ 4 đến 5 lần. Các hợp tác xã trên địa bàn ngày càng gia tăng. Các hợp tác xã chủ động mời cán bộ chuyên môn về tập huấn chuyển giao kỹ thuật, nhất là cách phòng chống dịch bệnh. Các thành viên tham gia vào hợp tác xã yên tâm sản xuất do đầu ra được đảm bảo, các thương lái đến tận nơi thu mua. Phát triển thủy sản đã từng bước nâng cao đời sống cho người dân nơi đây. Những tín hiệu mừng từ sản lượng thủy sản năm 2018 sẽ là động lực để Gia Viễn phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 40 triệu đồng vào cuối năm nay. Với những hiệu quả từ nuôi cá lồng trên sông, năm 2019, Thái Bình tiếp tục khuyến khích các địa phương duy trì và đầu tư phát triển mô hình này. Cho đến nay, Thái Bình mở rộng và phát triển được gần 530 lồng nuôi cá trên sông. So với nuôi cá trong ao, hồ, đầm, nuôi cá lồng trên sông có nhiều thuận lợi hơn như do tận dụng được môi trường tự nhiên nên chất lượng thịt cá thơm ngon, được khách hàng ưa chuộng, vì vậy đầu ra của sản phẩm ổn định. Nuôi cá lồng trên sông mật độ lớn hơn, cá ít xảy ra dịch bệnh, quản lý, chăm sóc, thu hoạch thuận tiện hơn nuôi cá trong ao nước tĩnh. Cá có tốc độ sinh trưởng nhanh bởi nguồn nước sạch, hàm lượng oxy cao. Ưu điểm nổi bật của nuôi cá lồng là tiết kiệm được diện tích mặt nước, ngoài ra do nước thay đổi liên tục nên cá ít bị nhiễm bệnh, năng suất cao. Điển hình như ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, sau khi trừ chi phí với lợi nhuận trung bình từ 40 đến 50 triệu đồng một lồng cá một năm.
Vài năm trở lại đây, cây táo đã được nông dân huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh đưa vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ trồng táo. Mô hình của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Sa Bình là một ví dụ điển hình. Đây là mô hình chuyển đổi trồng táo của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình. Xuất phát từ quá trình kinh doanh, nhận thấy giống táo Đài Loan rất được thị trường ưa chuộng, giá ổn định. Năm 2017, bà lên Bắc Giang để học hỏi rồi mua giống về trồng. Với diện tích hơn 2 sào, bà Hiền trồng 80 gốc do áp dụng đúng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và đưa phân bón Slick vào nên chỉ sau 1 năm cây táo đã bắt đầu cho quả với năng suất đạt 30 đến 40 kg một gốc, giá bán 20.000 đồng một kg. Mùa táo năm nay, gia đình bà Hiền thu khoảng 60 triệu đồng. Tính ra mỗi sào táo sẽ cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Thế hạch toán thì nó phải vào rơi khoảng vào tầm 40 triệu một sào. Thì tôi trừ chi phí từ khoảng từ 5 đến 6 triệu toàn bộ. Thế còn gia đình tôi là lãi được khoảng trên 30 triệu một sào. Giống táo Đài Loan dễ trồng, ít sâu bệnh. Sau trồng 1 năm sẽ cho thu hoạch, thời gian thu hoạch trong vòng 2 tháng. Sau khi thu hoạch xong chỉ cần đốn cành, cách gốc 20cm rồi bón phân là sẽ có một chu kỳ mới. Theo kinh nghiệm của bà Hiền, loại cây này rất dễ trồng, sinh trưởng và phát triển tốt, sau từ 5 đến 6 năm mới phải thay gốc nên số tiền đầu tư không lớn. Trong quá trình chăm sóc, phải chú ý việc bón phân đúng thời điểm, cần bón phân hợp lý, nhất là khi táo chuẩn bị ra quả non. Để quả táo to, đẹp mã và giòn ngọt, thời gian tới gia đình sẽ mở rộng thêm hơn 2 sào nữa để trồng xen canh với một số cây trồng khác. Từ thực tế, mô hình trồng táo của gia đình bà Hiền cho thấy đây là cây trồng triển vọng mang lại thu nhập khá cho người nông dân. Do vậy, Hội Nông dân huyện Gia Bình sẽ có chủ trương tổ chức cho hội viên nông dân tham quan và có chính sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình, giúp người dân có thêm sự lựa chọn mới để thay thế dần những loại cây trồng kém hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là các tân binh chính thức lên đường nhập ngũ. Thời điểm này, các thanh niên ưu tú đã được tuyển chọn ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt thời gian từ khi có lệnh gọi khám tuyển đến nay, các thanh niên trong độ tuổi ở các xã của huyện Văn Giang luôn nhận được sự ủng hộ, động viên tích cực từ phía gia đình, có tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chờ ngày lên đường, làm nhiệm vụ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ đã cơ bản hoàn thiện. Các thanh niên cũng đã được cấp phát đầy đủ quân tư trang. Hiện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cũng đã thành lập các tổ công tác chuẩn bị phối hợp với các xã thị trấn, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, gặp gỡ động viên các gia đình trước ngày tổng quân. Được biết, chất lượng sức khỏe của các thanh niên khá tốt, có tới trên 30% thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Năm 2019, Văn Giang được giao tuyển chọn 169 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 thanh niên được giao cho Bộ Công an. Dạy học gắn phát triển năng lực cho học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm gắn lý thuyết với thực tiễn. Đây là xu hướng giáo dục mới đang được khá nhiều trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình áp dụng và đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Nho Quan Xê. Đây là tiết học về công nghệ silicat của môn hóa học lớp 11. Không phải là giờ học lý thuyết căng thẳng, trừu tượng, mà các kiến thức đã được chính các em học sinh chuyển hóa thành tiểu phẩm táo quân sinh động. Những khái niệm hóa học như silic dioxide, natri carbonate hay canxi carbonate đã được hình tượng hóa trong câu chuyện kể hóm hình trên sân khấu hay bằng những mô hình cụ thể, qua đó giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn. Học theo mô hình này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp các em tự tin hơn khi bước ra ngoài xã hội. Khi mà tổ chức các hoạt động này thì phải cần có thời gian dài và sự đam mê vào cuộc của tất cả các bạn học sinh ở trong lớp và cái sự chia sẻ của các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn và lãnh đạo nhà trường. Nhưng mà đối với trường Trung học phổ thông Quan Xê thì do cái quá trình làm đã trong suốt thời gian vừa qua nên bây giờ bất cứ một lớp nào, một hoạt động nào thì các em đã có một sẵn một cái nền tảng rồi và các em đều có thể trở thành một cái giờ học rất là thú vị.
Tổ chức hoạt động dạy và học theo phương pháp mới này đòi hỏi sự đầu tư công phu của đội ngũ các thầy cô giáo, nhưng hiệu quả mà nó mang lại là sự hứng thú tham gia tích cực từ phía học sinh. Một giờ học bao gồm các kiến thức trong sách giáo khoa và trong xã hội và những kỹ năng sống cần thiết cho mỗi người. Sinh ra và lớn lên ở làng nghề Mộc, thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2014, hai anh em Nguyễn Đình Sơn và Nguyễn Đình Phương đã sản xuất máy CNC, máy sản xuất điều khiển bằng máy tính để phục vụ làng nghề. Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội khoa Điện, Điện tử. Em trai là Nguyễn Đình Phương. Thế là cái làng nghề em vẫn còn lạc hậu, nên là bọn em mới có một cái gì đấy mà mình nghĩ là con người của làng nghề thì mình cũng phải làm một cái gì đấy để cống hiến, để giúp đỡ. Đấy, hỗ trợ thứ nhất là nó phát triển được cái nền kinh tế của làng nghề bọn em lên, và nó hỗ trợ cho thứ nhất là từ khâu sản xuất cho đến khâu bán hàng để đạt được cái chất lượng nó đẹp hơn. Sau hơn 6 tháng tìm tòi học hỏi, hai anh em Sơn Phương đã sản xuất thành công chiếc máy CNC đầu tiên. Đến nay, xưởng của hai anh em đã bán hơn 20 chiếc cho các hộ dân ở làng nghề. Ngoài máy làm gỗ, hai anh em còn làm máy CNC, cắt sắt, thép để sản xuất bàn máy khâu, vỏ loa thùng và cung cấp giải pháp kỹ thuật cho nhiều công ty các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Gia Lai, Đồng Nai. Trung bình một tháng, xưởng sản xuất bán 3 đến 5 chiếc với giá bán từ 150 đến 400 triệu đồng tùy theo số lượng đầu máy. Trừ chi phí, xưởng sản xuất của hai anh em Sơn Phương thu lãi trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, xưởng còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động có mức thu nhập từ 6 đến 12 triệu đồng. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới không chỉ là tạo cho các vùng quê Thái Bình một diện mạo mới, mà quan trọng là tạo cơ hội để những người nông dân xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó chính là những điều chúng ta thường bắt gặp ở nông thôn hiện nay. 19 giờ, tại nhà văn hóa thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, gần 100 thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ bắt đầu buổi tập. Việc tập luyện như thế này đã được câu lạc bộ duy trì thường xuyên trong một năm qua. Bà Chu Thị Trích năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn tích cực tập luyện cùng chị em phụ nữ trong thôn. Khiêu vũ đã mang đến cho bà sức khỏe và niềm vui lúc tuổi già. Cả mọi chị em là người biết bảo người không biết, thế là chị em là có những người là trước kia đau đầu gối và bây giờ đi tập là đỡ đau. Sau một ngày làm việc vất vả, thấy rất là vui. Văn nghệ mang đến cho người dân xã Phú Lương hay nhiều người dân khác ở Thái Bình niềm vui, sức khỏe, sự thoải mái trong tinh thần để lao động và làm việc hiệu quả hơn. Và chính sự phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật ở khắp các thôn xóm của Thái Bình thực sự trở thành những miền quê đang sống. Đến hết năm 2018, tỉnh Hưng Yên đã có 117 xã hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới. Cùng với tập trung dành kinh phí để đầu tư kiên cố hạ tầng và các công trình phúc lợi, thì ở nhiều địa phương vẫn giữ gìn các giá trị nét đẹp của hồn quê Việt. Xã Nghĩa Trụ, huyện Phan Giang, về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư gần 150 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng và phúc lợi. Nhiều công trình kiên cố, khang trang được đầu tư mới. Tuy vậy, ở đây vẫn còn lưu giữ được nhiều nét cổ kính của làng quê, đó là các cổng làng, giếng cổ, đình chùa. Trong đó là hai giếng cổ của thôn Tam Kỳ, tương truyền có tuổi đời trên 1.000 năm, hay như hai cổng làng ở thôn Tam Kỳ được xây dựng từ năm 1930, cổng làng Phúc Thọ xây dựng năm 1917. Các công trình này đã tô thêm vẻ đẹp cho làng quê cổ kính xen lẫn hiện đại. Nơi đây đã gắn bó tuổi thơ, ký ức và kỷ niệm của biết bao thế hệ người dân trong thôn, cũng như chứng kiến những đổi thay của quê hương. Cái cổng làng thì là gắn bó là rất là nhiều thế hệ. Mà đi xa về gần thì là coi cái nhìn thấy cái cánh đồng này là rất là nhớ cái tình cảm quê hương mình. Từ cái ngày mà tức là còn nhỏ thì là đi học, chăn trâu cắt cỏ rồi là đi làm đồng. Tức là mọi người dân là đều đi qua cái cổng làng này. Đấy, cái tuổi thơ là ngoài nhiều thế hệ. Đấy, rất là bây giờ là vẫn còn nguyên vẹn. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, 6 gia đình ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã tự nguyện giao ước thi đua với nhau xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Khởi nguồn từ đây, qua nửa thế kỷ, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước.
trong xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Long vẫn giữ gìn lại những cây đa giếng nước sân đình ở các thôn. Chúng tôi là vẫn tập trung vào các cái địa điểm mà nhà văn hóa các thôn, thì đến nay là các thôn là vẫn duy trì và mỗi thôn đều có một cái nhà văn hóa để là cái nơi mà hoạt động chung của toàn thôn. Thế còn ao hồ thì là cái nơi mà để cảnh quan, tạo cảnh quan môi trường cho nó xanh sạch đẹp. Không chỉ ở xã Ngọc Long, Nghĩa Trụ mà trên địa bàn tỉnh có nhiều địa phương vẫn giữ được những hồn quê như xã Dị Sử huyện Mỹ Hào, xã Yên Phú huyện Yên Mỹ, xã Ngọc Thanh huyện Kim Động, xã An Vĩ huyện Khoái Châu, đặc biệt là làng Nôm, xã Đại Đồng huyện Văn Lâm vẫn còn nguyên sơ làng quê cổ kính. Nhiều người dân ở các địa phương cũng đã ý thức giữ gìn nét đẹp làng quê ngay trong gia đình. Ông Nguyễn Đình Khoa ở thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa huyện Kim Động đã tỉ mẩn hàng chục năm để tạo ra hàng rào cây ô-rô mà ít nơi nào có được. Năm 72 tôi bắt đầu đi vào tập giáng. Thế đạo để cho nó tạo thành cái cảnh đẹp tự nhiên. Mà nó nếu mà xây cổng cũng được thôi, nhưng mà tôi muốn tự nhiên. Nó có cây xanh, nó có oxy, nó chống bụi, nó chống ổn. Xây dựng nông thôn mới được tiến hành trên cơ sở đã có truyền thống văn hóa, bản sắc văn hóa làng. Gìn giữ nét đẹp văn hóa làng không chỉ giữ lại những gì mà ông cha ta đã dày công vun đắp, mà qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ những nét văn hóa truyền thống của quê hương cũng như giữ lại linh hồn cho làng quê Việt. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Ninh Bình đón lượng khách tăng khoảng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Do thời tiết thuận lợi, chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch được nâng lên, công tác tuyên truyền quảng bá được tăng cường nên lượng khách du lịch đến Ninh Bình tăng hơn năm ngoái. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch được đảm bảo, không có hiện tượng ăn mày, ăn xin, trộm cắp, móc túi. Giao thông đến các khu điểm du lịch thuận tiện, tính đến hết ngày mùng 6 Tết, tức là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2019, Ninh Bình ước đón được 957.600 lượt khách, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt 42.000 lượt, khách nội địa đạt trên 900.000 lượt. Một số điểm tham quan trên địa bàn tỉnh hấp dẫn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán như khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Cố Đô Hoa Lư, Chùa Bái Đính, Hàng Múa. Đặc biệt, thung lũng Hoa Bái Đính là một trong những hoạt động mới thu hút rất đông du khách. Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã hết, nhưng tại Đền Bia, cụm di tích quốc gia đặc biệt thờ Thánh Y Tuệ Tĩnh ở huyện Cẩm Sàng, tỉnh Hải Dương, vẫn có rất đông du khách khắp mọi miền đất nước hành hương về lễ thánh và tham quan danh thắng này. Theo Ban Quản lý Di tích, do tăng cường quảng bá rộng rãi bằng nhiều hình thức nên có nhiều nơi trong toàn quốc đã biết tới cảnh quan và giá trị của các di tích quốc gia đặc biệt này mà đến càng đông hơn. Theo thống kê, riêng ở Đền Bia, những ngày Tết đã có khoảng trên 4 vạn du khách tới tham quan chiêm bái. Khách tới các di tích đông là vậy, song vấn đề an ninh trật tự được các lực lượng phối hợp duy trì, đảm bảo tốt nên không xảy ra những hiện tượng tiêu cực. Do xác định là di tích quốc gia đặc biệt và trọng điểm của tỉnh và của huyện, nên người dân ở đây đã có ý thức cao trong chấp hành, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, không có hiện tượng treo kéo, ép giá, văn minh, lịch sự, tạo sự bình yên cho du khách về với quê mình. Ban quản lý di tích mặc dù lực lượng rất mỏng nhưng được sự phối hợp tốt của địa phương nên đã bố trí phục vụ chu đáo cho mọi du khách. Đặc biệt năm nay, di tích đã tổ chức cấp nước uống miễn phí và biếu thuốc nam và túi lộc cho các du khách. Mọi người về di tích đều chấp hành nghiêm các quy định về nếp sống văn minh. Vừa qua, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc phòng trưng bày chuyên đề Tân ca quan họ Bắc Ninh, truyền thống và đương đại. Với nội dung phong phú, đa dạng hiện vật, phòng trưng bày đã thu hút đông đảo người dân yêu dân ca quan họ đến tham quan thưởng lãm. Với gần 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, chuyên đề dân ca quan họ Bắc Ninh, truyền thống và đương đại được trưng bày theo 3 chủ đề chính: Bắc Ninh, quê hương của thủy tổ quan họ, không gian văn hóa quan họ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ Bắc Ninh. Theo đánh giá của nhiều du khách, phòng trưng bày lần này được bố trí khoa học công phu, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Với các liền anh liền chị của quê hương Bắc Ninh thì trưng bày lần này giúp họ tâm huyết hơn trong việc truyền dạy những giá trị dân ca quan họ đến thế hệ trẻ biết được nét đẹp văn hóa của quê hương mình. Còn đối với nhiều em học sinh thì trưng bày lần này là dịp để các em có nhiều điều kiện tìm hiểu nhiều hơn
về di sản của quê hương và từ đó có ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương. Cái mục đích của cuộc trưng bày là mong muốn là giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cái giá trị, cái ý nghĩa của dân ca quan họ Bắc Ninh trong xưa kia cũng như là trong cái đời sống xã hội ngày nay. Cái cuộc trưng bày thì với trên 500 cái hình ảnh tài liệu hiện vật của bảo tàng thì cũng hy vọng rằng là người xem sẽ có những cái trải nghiệm thực sự là sâu sắc trong cái dịp Tết đến xuân về này. Hy vọng rằng những hoạt động thiết thực như trưng bày chuyên đề dân ca quan họ Bắc Ninh, truyền thống và đương đại sẽ giúp người dân và lớp trẻ hôm nay sẽ có ý thức hơn trong việc gìn giữ và phát huy nét đẹp dân ca quan họ, để từ đó tâm huyết hơn nữa với công tác quảng bá dân ca quan họ Bắc Ninh và hình ảnh Bắc Ninh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với bạn bè muôn phương. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.